Đây là hình ảnh về ngôi nhà sập sệ cũ nát của chị Lê Thị Hòa ở thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Còn đây là ngôi nhà kiên cố trị giá gần 200 triệu đồng đã được chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng. Sự đổi thay đến như một giấc mơ đối với người phụ nữ bị bệnh động kinh, lại phải nuôi chồng đau ốm, nuôi con nhỏ dại và mẹ già ngoài 90 tuổi. Tôi cảm thấy là rất mừng và rất là phấn khởi và rất là biết ơn các anh các chị và các mạnh thường quân. Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, không phải lo che mưa che nắng nữa, trời chi mưa bão nữa. Ngôi nhà của chị Hòa là một trong 7 ngôi nhà được chương trình Vòng tay nhân ái kêu gọi xây tặng trong năm 2023. Chị cũng là một trong 27 hoàn cảnh được khán thính giả chương trình giúp đỡ với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Nhiều khán thính giả không chỉ ủng hộ tiền mà còn dành thời gian cùng lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, ekip thực hiện chương trình đến với các hoàn cảnh để trực tiếp cảm nhận và chia sẻ. Qua những cái chương trình như thế này là mọi người góp đồng có một phần để hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh nghèo lé trong xã hội mà hiện tại là đang rất là khó khăn vất vả. Các bạn liên đoàn truyền hình đã chọn những cái trường hợp chính xác đúng đắn để chúng ta cần phải có cái sự góp sức chia sẻ. Để những câu chuyện được kể phản ánh sát thực tế về các hoàn cảnh chạm đến trái tim của khán thính giả, ekip thực hiện chương trình đã phải tìm hiểu, xác minh, đánh giá kỹ đúng người, đúng hoàn cảnh. Đặc biệt, nguồn tiền kêu gọi, hỗ trợ được công khai minh bạch trên sóng. Nhờ vậy, Vòng tay nhân ái HTTV đã trở thành một trong những chương trình nhân đạo từ thiện được yêu thích, tin tưởng nhất và là điểm nhấn trong hoạt động an sinh xã hội của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Trong quá trình thực hiện chương trình có rất nhiều kỷ niệm, chẳng hạn như là có những em nhỏ họ tổ chức làm bánh ngọt để rồi bán, sau đó thì quyên góp 500.000, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn được phản ánh trong chương trình. Hay như là có những doanh nghiệp trải qua một năm kinh tế đầy khó khăn, chẳng hạn như là các doanh nghiệp bất động sản, có người đã nói với tôi rằng là trong năm qua thì bọn em không bán được một căn nhà nào hay một mảnh đất nào, nhưng mà những cái gì cần làm thì chúng ta vẫn cứ phải làm. Và cái việc ủng hộ cho chương trình Vòng tay nhân ái, họ xác định đó là việc cần phải làm. Và tôi nghĩ rằng với những cái hoàn cảnh được phản ánh qua chương trình, rồi với ekip thực hiện chương trình như chúng tôi, thì đang nợ khán thính giả, đang nợ những người bạn đồng hành một món nợ cuộc đời, đó là món nợ ân tình. Những ngày cuối năm, bước chân từ thiện của đội ngũ HTTV và những người bạn đồng hành lại rong ruổi trên các nẻo đường. Thêm một ngôi nhà nhân ái được xây tặng, thêm một cuộc đời được nâng đỡ là thêm nhiều niềm vui trên hành trình thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng với những mảnh đời cần được sự giúp đỡ yêu thương, để rồi không ai bị bỏ lại phía sau.